Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Minh, anh Sang đến quay các anh cưa cây. Trước mắt mình là cây gáo. Cây gáo này cũng khá cao nha. Thì hôm nay mình sẽ quay anh Minh cưa được bao nhiêu cây trong ngày. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Kiệt buổi mấy cưa anh cho anh Minh nha. Kiếm cái thế xuống tháo sợi dây nha, không biết chắc không cưa hai phần đọt đó đâu. À, cưa khoảng dưới à, cưa anh Minh ngồi á. Thank you.
xe xuống bên dưới sẽ tiếp tục leo cưa cây dừa dứa. Cây dừa dứa này nằm sát mấy hiên nhà phía sau, trái còn rất là nhiều vì sợ nó rụng trúng mấy đứa trẻ trong nhà nên chủ nhà nhờ cưa bỏ cây dừa dứa này, rất là tiếc cả nhà. Sát nhà quá rồi cũng nhiều khi nó rớt trên nó mấy to nó đùng đùng. Nhỏ đi ra hoàng vòng cái. Dạ. Chút mình uống thử coi cái cảm giác dưới dưới như thế nào. Đi dưới dưới vậy. Anh vô nhà anh kéo giùm nè. Đó. Cưa bỏ cây dừa dứa ổn không anh? Tại nó sát nhà hả? Sát nhà quá mấy nhỏ đi ra hoài. Dạ. Dừa dứa uống rất là thơm cả nhà. Mình uống hoài hà, tại vì thường thường mấy anh hay cưa cho công trình đó.
trồng những cái hoài dừa xuống. Hai buồn luôn. Giùm anh Minh hai cái quầy dừa xuống rồi cả nhà. Vì anh Kiện với anh Sang cũng cưa đằng kia rồi. Bây giờ anh sẽ Minh sẽ buộc cái quầy dừa này nè. Cái quầy dừa sai ghê. Xả xuống luôn đi chơi. Còn vài buồn đó cả nhà. Thoải mái vậy ha. Thoải mái ha. Giờ thì anh Minh chuẩn bị cưa cái đầu dừa đó nha. Thả cưa lần lần xuống bên dưới rồi.
xuống luôn à. Mình xuống mình dưới luôn. Tiếp tục sẽ leo cưa cây gòn. Thì cây gòn này có hai tược nằm sát ngoài đường lộ. Chút nhóm sẽ chặn xe hai bên để cưa ngã cây gòn này. Thì anh mình sẽ leo lên tỉa và buộc những cái phần đọt của nó để một chút cưa gịch xuống. Chối lắm. Xuống đây được rồi. Chối không? Vâng vâng được rồi. Hay quá mình nè. Anh Sang với anh Kiệt bên dưới sẽ hỗ trợ kéo phần đọt gòn cho anh Minh. Anh Sang sẽ cầm sợi dây nha. Qua lộ luôn cả nhà. Đưa rồi đứng dưới đây đi, đừng kéo vậy qua đây đi, chừng nào cứ hướng bên đó để vậy xe xong xe chạy. Xe anh Sang ơi, xe ạ. Anh Kiệt
Cái nổ rồi. Ok cả nhà, chặn hai bên đầu xe hết rồi. Rớt rẽn để Yeah.
tiền nè nha, mà nguy cơ cái mũi cắn mặt nhỏ kìa. Tôi có đồng người gớt xong ha. Ừ, tôi cặp bé này bạn luôn. Chứ anh mua ở trong còn cái cho ở trong sao mà đem ra. Ừ. Trời ơi, cái một ruồng của người ta thôi mũi. Con mũi nó cắn. Đúng rồi. Con mũi. Mình nói